Chào tất cả mọi người nha. Chiều nay thì mình sẽ làm món canh mướp đắng. Tại mấy hôm nay trời nóng quá nên là hầm tí canh mướp đắng ăn cho nó mát. Mà chiều nay mình đi làm về muộn với cả là hơi mệt một tí nên nãy giờ mình nhờ vợ băm thịt với cả rửa mướp đắng xong rồi nhá. Giờ là mình chỉ trộn gia vị thôi, nhồi rồi đem hầm. Và bây giờ mình trộn gia vị nhé, tại nãy giờ là vợ băm hết xong, làm xong hết rồi này. Hôm nay về mệt quá, thuê người băm thịt với cả làm mướp đắng. Thì mình thái vào đây một ít hành lá, hành tím với cả một ít tỏi nhá. Còn bây giờ mình đập thêm vào đây một quả trứng nữa. Rồi. Đập vào đây một quả trứng. Cho thêm vào đây một ít muối nhé. Rồi. Một ít bột ngọt. Cho luôn vào đây một ít nước mắm nhé, một ít thôi nhé. Cô dép con đâu? Thế thôi, con không lấy được à? Đây dép con đây. Nhà mình thì không quen ăn đường lắm, nếu mà ai thích ăn đường thì có thể cho thêm vào đây một ít đường. Rồi. Đảo đều lên, cho thêm một ít đường với một ít tiêu vào thì cho nó thơm, nhưng mà cho thêm tiêu vào nó cay thì bọn trẻ con nó không ăn được. Mình hầm đắng cái này nó không ăn được, nhưng mà bọn trẻ con nó thích lấy cái ruột này ra nó ăn này, hầm xong nó lấy cái ruột này nó ăn được này, bởi vì nó không đắng lắm. Tất cả cái mướp đắng này là mướp đắng mình mua ở ngoài chợ mà, nên là thường là nó không đắng lắm, nó không như mướp đắng rừng hay là mướp đắng mình trồng ở nhà. Mướp đắng ở chợ thì nó chỉ hơi đắng thôi chứ không đắng lắm. Xong nha. Giờ mình đi nhồi mướp đắng nha. Người Bắc mình thì gọi là nhồi mướp đắng, còn mấy bạn ở người Nam mà gọi là khổ qua đấy. Ăn xong là hết khổ. Đấy. Nhét vừa vừa thế này thôi là được. Thank you.
Thank you.